mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 182 của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương và kế hoạch số 88 của Đảng ủy Bộ Công Thương đến toàn thể cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chỉ thị 35 CTTU của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kế hoạch 182 KHDUK của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ 14, nhiệm kỳ 2025-2030, triển khai kế hoạch 88 KHDUB của Đảng ủy Bộ Công Thương về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ tư, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là cơ sở để các đơn vị chuẩn bị một cách tốt nhất diễn ra đúng tiến độ, triển khai đồng bộ, tổng thể, liên thông, đoàn kết, thống nhất, đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ đó, góp phần tích cực và thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.